Thưa quý vị, hè về, câu chuyện thiếu sân chơi cho trẻ lại bắt đầu nóng. Sân chơi của trẻ không chỉ là khuôn viên, điểm vui chơi cho trẻ em chạy nhảy, chơi đùa, mà sân chơi cho trẻ em bao gồm nhiều yếu tố nhằm phát triển văn hóa, tinh thần của trẻ thông qua vui chơi, giải trí. Và vừa qua tại khu chung cư Hà Đô Sentosa Garden ở thành phố Hồ Chí Minh, nhóm Tuấn Anh và những người bạn đã tổ chức chương trình Chuyến tàu trẻ thơ, sự kiện góp phần tạo thêm một điểm vui chơi lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè. Tại sự kiện Chuyến tàu trẻ thơ, các em thiếu nhi được tham dự bữa tiệc buffet, nhận những phần quà như bong bóng tạo hình, kẹo bông gòn từ chú Hề, bên cạnh nhiều dụng cụ học tập. Ngoài ra, các em còn được tham gia cuộc thi vẽ tranh, nhảy những bài flash mob năng động và thưởng thức các tiết mục đặc sắc đến từ ảo thuật gia Hoàng Phúc. Thông qua sự kiện, nhóm Tuấn Anh và những người bạn mong muốn tạo nên một sân chơi bổ ích dành cho trẻ em, đồng thời mang đến cơ hội giao lưu giữa các bậc cha mẹ, cũng như khởi động kỳ nghỉ hè thật sôi nổi, tươi vui dành cho các bé và gia đình. Trong tương lai, nhóm còn tổ chức nhiều hoạt động khác tại khu chung cư Hà Đô Sentosa Garden, tòa Iris, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nhằm mang đến nguồn năng lượng tích cực và tạo sự đoàn kết giữa các cư dân nơi đây.